Xin kính chào anh chị và các bạn đã đến với kênh của Thành Đạt Bất Động Sản. Dự án La Emera Hạ Long là khu thương mại dịch vụ và nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng tại phường Hạ Phong, thành phố Hạ Long, do chủ đầu tư là Hải Phát Land. Với cái vị trí tiềm năng cùng hệ thống tiện ích phong phú, tiềm cận trục đường ven biển xuyên suốt thành phố, thì dự án cũng góp phần vào định hướng phát triển của thành phố trong năm 2021, tầm nhìn 2025. Ở đây cũng sẽ là cái khu đô thị ven biển sở hữu đầy đủ các yếu tố về thiên thời địa lợi, chắc chắn cũng sẽ là cái sự lựa chọn tiềm năng cho các nhà đầu tư. Dự án La Emera Hạ Long cách cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hạ Long Vân Đồn chỉ khoảng 1 km, cách về phía trung tâm Hạ Long khoảng 6 km, thì có thể nói là cái dự án cũng rất là thuận tiện về giao thông và dễ dàng di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng tại Hạ Long. Khi mà cái quỹ đất ở dự án khu đô thị của thành phố Hạ Long đang dần được lấp đầy, thì biệt thự shophouse ven biển lại càng được các nhà đầu tư săn lùng. Với cái sự khan hiếm trên thị trường cũng đã tạo nên cái cơn sốt cho các dự án có những cái lô đất ven biển còn sót lại, và tiềm năng tăng giá của dự án là không thể bàn cãi. Khu 1 đây cũng là một cái khu đô thị ven biển đầy đủ các tiện nghi và cũng sẽ là cái điểm đến của tất cả mọi người. Show.